cảm ơn ngươi. Ta à phải. Lão đây chính là gia gia của Tần Linh, cũng là thôn trưởng. Những thôn dân này trên ứng đường đều có màu xanh. Đám người này. Quốc vẫn quả như là tên hồ yếu ác. Đúng vậy, còn nhớ người tên đó. Nhưng mấy nhà đạo trưởng nghĩ ra cách đối phó cùng Linh Châu đợi đạo trưởng. Gia gia quả nhiên vẫn không cho ta rời khỏi thôn. Nên đại ca không may. Bình hồ xương mãn người khéo tay, bạn đã học được kỹ năng mới. Bức tranh này chú sửa nó thì cũng không khó lắm. Chỉ là hiện giờ những mảnh ghép rối rồi.